giữ xe đó là biết biết em nên là chỉ cho con, thì cũng có duyên để gặp nên con đi đến nhà ha. Nãy giờ chưa nói chuyện gì con hiểu không? Dạ. À, thưa chị cho em hỏi là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 31 tuổi. À, chị tên họ là gì ha? Dạ, thì em cũng có lời nhắn nhủ với chị là mong là chị coi phụ em với cháu việc ăn học nha. Em cảm ơn chị nhiều lắm, bởi vì cái tuổi của em là không phải tuổi đi kiếm tiền, mà cái tuổi của em là tuổi ăn học thì nó đúng hơn. Chứ cái tuổi này thì em nghĩ thì chưa đủ tuổi phải phải là đi kiếm tiền, nên chị nhờ chị giúp trong em với ha. Em cảm ơn chị nhiều, em chúc chị sức khỏe nha. Chú chào con tên gì? Tâm. Cái gì Tâm, họ tên con là gì? Dạ, con tên trong là tên Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng. Dạ. Là bây giờ con đang đi đâu á? Đang đi bán nhang. Đi bán nhang, là nhang này á hả? Dạ. Con bán một bó giờ là bao nhiêu tiền? Dạ 5.000. Một bó giờ bán 5.000. Dạ. Một ngày bán được bao nhiêu bó? Dạ, ngày bán được hai mấy bó là con. Một ngày hai mấy bó. Là bán Mà giỏi rồi đó. thường nó mất đi học. Sao? Ngày thường con mất đi học. À, có nghĩa là thứ bảy với chủ nhật là con mới mới đi bán nhang. Dạ. Con đi bán nhang là do cho nội hả? Ngoại hiện ở với nội, ở với ngoại. Ngoài. Ba mẹ con đâu? Dạ, ba bỏ mẹ đi làm rồi. Mẹ đi làm ở đâu? Ở Sài Gòn á. Ở Sài Gòn. À, hiện giờ là ngoại với bà ngoại. Mà con học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 7 rồi. Lớp 7 rồi hả? Dạ. À, hồi trước giờ con học có giấy khen không? Dạ, có. Nói coi con ít không con? Hả? Ít lắm. Ít là sao? Là Dạ. lớp mấy với lớp mấy còn có? Dạ, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 3, lớp 6 à. Có 3 lớp à. Lớp 3 lớp là có, là hiện giờ con đang học lớp 7. Dạ. Là từ lớp 1 với lớp 3 là con không có. Dạ. À, là nhà con ở đâu? Dạ. Nhà con ở đâu? Nhà con trên đây nè. Là hiện giờ con ở với ngoại. Dạ. Ngoại có nhà không? Dạ có. À, nếu mà chú muốn đi với con lại nhà thì con đồng ý không? Hả? Chú nói thật đó. Dạ. Đi tao luôn được không? Đi được. Cảm cứu lên cảnh đi. Bây giờ chờ con dẫn chú về nhà được không? Hả? Bây giờ con dẫn chú về nhà nha. Bữa nào đi chứ? Bữa nào thì sao mà mai mốt chú đâu còn đây đâu. Con chuối về giờ này. Sao vậy? Tại vì con mất làm trong miễu nữa. Làm cái gì trong miễu con? Làm tiếp trong miễu á. Là con làm gì trong đó? Dạ, làm tiếp là xe cô cải. Rồi. Xe rau cải có nghĩa là sao? Đợi đợi đi cải vô chuyền đồ xuống tiếp đó con. À, giờ sao? Dạ. Bây giờ sao? Giờ giờ con về ha. Và bây giờ là chú sẽ đi về về nhà với con. Rồi thôi con đi đây rồi chú chạy theo. Dạ, đưa lên chở nó mà xong xuống cho con. Ừ, lên nói đi rồi chú hỏi con 5 phút thôi, 5 phút nó 7 phút thôi là chú đi. Con đi lại tiếp với Miễu nha. Rồi con chạy trước đi, chú chạy theo. Con chạy lên ga đi, chú chạy theo. Thưa cô chú anh chị thì biết được em này cũng là hoàn cảnh khó khăn ở vô ngoại. Bộ ngoại bệnh lên bệnh xuống mà em đi xách nhang đi bán trong miếu. Và tiếp trong miếu về cái việc là truyền rau cải xuống để cho các bà trong đó nấu đó cô chú anh chị. Thì bây giờ Sơn sẽ đi về nhà em đó để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nha. Rồi Sơn xin tạm dừng video ở đây nha. Giờ đây thì thưa cô chú anh chị thì Sơn đã tới nhà của em đó rồi. Bây giờ Sơn đi vô nhà nó, em coi như thế nào nha. Sao như vậy? Dạ con chào ba. Em chào chị. Chị là sao của bé nhỉ? À, bà đang ăn cơm à, bà cứ ăn đi. Ăn rau rồi giảm đi con. Dạ biết con. Dạ. Chào bà. Dạ. Bà cho con hỏi là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nè. 69. 69. Dạ. Dạ, tên họ của bà là gì ha? Hả?
tên họ của bà đó. Trần. Trần Thị Oanh đó cậu. Sao con? Trần Thị Oanh. Trần Thị Oanh. Dạ. Sao bà cười? Ừ. Sao bà cười? Bà bị tai biến, cười là cười đó. Bị tai biến. Dạ. Là muốn cười là sao ta? Làm sao bà cười? Ủa bà bị gì làm sao chị? Bà bị là bé lúc khóc lúc cười. Yeah. Lúc khóc lúc cười. Yeah. Bà còn đi được không? Đi được không? Đi sao? Chờ té. Dạ. Mà sao nãy giờ bà cười như vậy? Vui hả? Bà hiện giờ làm cái gì? À, thưa cô chú anh chị thì được chị ở trong nhà gọi là mợ của bé thì nói là bị tai biến thì nhiều lúc khóc nhiều lúc cười, bây giờ đang nói chuyện cũng cười. Muốn cái lúc khóc với cậu á, bây giờ sao khóc được hả bà? Nhớ là con này kia cũng khóc mà tự nhiên là giờ là đang cười nè. Dạ. Bây giờ làm sao cho khóc? Ừ. Bà không có làm gì bây giờ là bà ở nhà thôi. Ở nhà. Làm sao? Làm sao mà có tiền ăn? Có mặn gì đâu ăn. Con nuôi á, đứa này cho chăm, cho vài chăm. Thằng này bán nhang nè, nuôi nè. Dạ. À, cháu ngoại ha. Dạ. À, con hiện giờ là con học ở trường nào? Dạ, trường Lê Hồng Phong á cậu. À, con học ở đó là từ nhỏ tới giờ luôn. Không, ở trường từ lớp 1 tới lớp 5 học trường BSO. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, 9. Con le lưỡi coi. Con le để bình thường coi. Con le lưỡi để bình thường thôi. Đừng có gầm coi. Hình như cái lưỡi lớn á. Dạ đúng rồi cậu. Đúng không? Dạ. Bây giờ cái việc học của con như vậy đó thì mẹ lo đỡ nổi không? Dạ. Mẹ con có lo nổi khi cái việc học của con không? Bây giờ học lớp 7, mai mốt lên lớp 9, lớp 10. Mẹ có lo ở Bình Dương mà. Dạ. Có cái tiền gì đâu con. Dạ. Bây giờ hồi nãy chú nghe nói là có cái máy giấy khen đó. Đâu con lấy cho chú coi thử coi. Chị cho em hỏi là cái thường bé này học như vậy chị có theo dõi em không? Dạ, có. Kiểu như cái bé là kiểu như em học hàng năm của em á. Dạ, có. À, chị thấy em học làm sao? Thấy được không? Học cũng được. Dạ. Tại em nghe nói là cái cô trên chỗ nãy em gửi xe trên chỗ miếu đó thì cô cũng nói là bé này nó học giỏi lắm nhưng mà mẹ nó phải đi xa làm. Yeah. Ba nói nghe nói là ba mất hay là bỏ gì đó. Ba bỏ là từ thời điểm nào hả chị ha? Ông đó không biết tại mới về đây. Ba ơi, chắc bà biết quá. Yeah. À, em cảm ơn chị. Ba của bé đó bỏ đi lúc nào bà ha? Lâu bỏ lâu rồi, mẹ gốc con này còn nhỏ xíu. Nhỏ xíu là bao nhiêu bà? Giáp thôi tâu rồi. Giáp thôi tôi là bỏ. Dạ, 12 tháng. Dạ. Đâu con ngồi trước đi, con cầm đó ngồi đi. Tôi có mấy tấm à? À, mà cái giấy khen, nó giấy khen gì à? Con cầm lên từ miếng cho chú coi coi. Dạ. Cái này là năm lớp 5. Dạ. Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập đúng không? Dạ. Hoàn thành xuất sắc học sinh học tập rồi. Còn đưa mấy bên kia coi. Rồi bên này là cái gì? À, đội viên xuất sắc lớp 6A1. Dạ. Rồi con đưa bên kia coi. À mai mốt con phải làm, con mới phải mua cái khung vậy nè. Dạ. Những cái giấy tờ con học á là con phải đóng khung vậy nè. Dạ. Nha. Thì con mới giữ được lâu dài. Cái này là học sinh hoàn thành tốt năng lực năm 2014 và 2015. Rồi con có định đi học là lớp mấy con nghỉ không? Rồi dạ, coi là coi con học tới đâu hay tới đó. Học hay tới đâu hay tới đó mà thí dụ như con bán nhang như vậy thì đủ cái việc con học không? Thì đủ. Bây giờ thì đủ đúng không? Dạ. Cho nên lớp 8 là lớp 9 là còn nhiều nữa. Dạ. Mà mẹ con đi lên Sài Gòn làm cái gì? Dạ làm công ty. Công ty gì con biết không? Mình công ty mà nó không có gửi tiền gì hết trơn. Cậu nó giận, cha nhỏ nó giận la rồi đó. Rùm hết trơn.
Dạ. Con có biết số điện thoại của mẹ con không? Con có biết số điện thoại của mẹ con không? Không. Chết rồi, là làm sao con liên hệ với mẹ con được? Dạ con biết Zalo rồi, không coi có số điện thoại. Có mà. Có không ạ? Gì? Số điện thoại mẹ có luôn. Có mà con. Có chứ. Con làm sao? Con là mới sinh lại đi vì bị mất á, con mới sinh lại á. À. Dạ. Con nói chuyện không có được rành đó, nên là con nói chuyện từ từ thì con không bị. Dạ, đúng rồi, con đừng nói nhanh. Dạ. Con nói từ từ, cái gì muốn nói từ từ thôi. Dạ. Là bây giờ thí dụ như bây giờ mà tới là năm lên lớp 8 là con không có khả năng học thì con làm sao? Có mà. Có là có như thế nào? Là mình dính thời gian học. Biết là dính thời gian rồi nhưng mà không có tiền á thì con học sao được? Thì không có tiền thì ăn nhín. À có nghĩa là dạ. Bây giờ có nghĩa là con đi bán nhang. Dạ. Lấy tiền để đi học đúng không? Dạ. Nuôi bà ngoại nữa. Dạ. Mà cỡ này ít khác quá. Dạ. Cỡ này ít khác quá, bán ế ẩm. Bán ế hả bà? Ừ, không có khách. Dạ. Thành ra nó bán ế không có tiền nhiều. Dạ. Mua nhang ở dưới đó, rồi thiếu cái bán rồi cái trả mua lại. Có nghĩa là lấy nhang trước. Dạ. Bán xong lấy lời trả. Dạ. Cái vốn này cho người ta. Dạ. Dạ. Mà người ta cho lấy là bao nhiêu bó con biết không? À, con có người. Dạ. Ta có định giá cho mình không? Mua nhiều mua 2 bó 4 bó nhiều mà bán được nhiều thì nó mua nhiều. Ít. Dạ. Thì mua ít. Nhưng mà mỗi lần con lấy như vậy là bao nhiêu bó? Dạ lấy 2 bó. Không, nãy chung thấy chú thấy trong gỗ xe nhiều lắm mà. À, cái gỗ xe là cái đó là phân ra thôi. À có nghĩa là một bó bự. Ra nhỏ bó. Dạ, phân ra một ốp nhỏ 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 để bán. Thẻ đúng rồi. Dạ. Là mỗi lần con lấy của người ta là 2 ốp, 2 bó. Dạ. À, 2 bó. Mình là con phân được bao nhiêu nhỏ. Bao nhiêu thẻ? Dạ, bán khi bán được 27 thẻ thì bán được mười mấy thẻ. À. Dạ. Thì giờ con nghĩ như vậy thì một tháng con thu nhập vô đủ cái việc con học một tháng không? Dạ. Dạ đủ, khi không đủ thì ăn nhín lại. À. Dạ. Nó đây gì lo đây. Rồi giờ lao giờ 4 năm nay đâu có mặn gì đâu nuôi nó được. Giờ nó mặn nuôi lợn. Dạ. Bán ngang được có thứ 7 kiếm nghiệp mà cỡ này không ít khách quá. Dạ. Thì bữa nào cháu nó bán được đông khách thì mua thịt bò, mua tôm càng đồ ăn. Còn bữa nào ít khách thì mình ăn khô quẹt nha. Ăn bầu dưỡng được rồi đó mà cái không có tiền. Bây giờ là hết cười rồi. Giờ hết cười là gây cung với nó câu rồi. Những gì mắc cười hơn mới nói được. Dạ. Mà bây giờ bà không đi đứng được à? Đi được chứ mà cái đồn kêu to, có cái nạn. Có cái nạn mới đi được. Ừ. Có cái nạn thì đi bà đi được xa không? Ừ. Chổi đi. Nhưng mà có nạn thì bà đi được xa không? Không. Đi xuống đó chạy lên không có đi đâu. À cỡ 5 mét thôi. Ừ, 5-6 mét, 10 mét vòng vậy nè. Dạ. Sáng tập thể dục một chút rồi mệt vô. Dạ. Có bệnh mệt. Dạ. Mới vô nước biển 2-4 chai. Dạ. 4 chai là 500 mấy 600 gì đó. Dạ. Nhà người ta chích tư mình thiếu được. Dạ. Lần lần trả. Dạ. Khổ lắm cậu ơi, ăn gì chứ. Ăn cơm cho nhão. Thằng cổ này nuốt không có được. Dạ. Nó hồi đó bị đập đinh đó. Dạ. Rồi cái người ta đang mổ này nhà, rồi giờ bị tai biến, cái giờ nó bị luôn. Dạ. Ăn nước miếng nó ra hoài vậy đó. Khổ lắm cậu ơi, ăn nằm đây. Nói hôm nào ngoại chết thì con về kiếm mẹ con ở. Dạ. Mẹ ở trên mà không biết làm sao mà không có tiền đỡ gì cho thằng này lo không. Dạ. Cô, hồi nãy con nói con tên gì? Dạ, mình tên đi học tên Hùng, ở nhà tên Tâm. À, thôi bây giờ chú kêu tên Tâm đi. Dạ. À, con phải cố gắng học. Dạ. Để không phụ lòng khi mà cha mẹ mình nuôi mình, nuôi nắng mình. Dạ. Tới lớn mình phải chăm cố để học. Dạ. Cho giỏi ha. Dạ. Thì chú cũng trước là đến thăm gia đình. Thì sau đó thì chú cũng chúc cho con mau học thành tài, gắng cố gắng để học.
thì nếu con học giỏi thì chú sẽ quan tâm ha, con đồng ý không hả? Con đồng ý không? Giờ ta mừng giấy cho nó không có cha mẹ ở gần mày, mỗi tháng nó cho được 20 kg gạo. Dạ. Vậy là thương cô thì giáo mấy tu rau nhà mừng giấy tàn đó. Dạ. Ở đây nuôi tu người ta cho gạo. Dạ. Mỗi tháng cho 20 kg. Con bán một ngày mà mấy chục bó thì được bao nhiêu tiền? Dạ, là mấy bó được 100 mấy. Là mười mấy bó thì có mấy 50 ngàn. 50 là 50 ngàn. Dạ. Bán một ngày cũng được nhiêu thẻ được 100 mấy. Dạ. Mà con làm trong chùa như vậy thì ở chỗ miếu như vậy đó, người ta có cho tiền con không? Hay là dạ, cho cái gì không? Dạ, cho đồ ăn về. Hồi đó chị ba đau nằm bằng công quả mấy năm, 6-7 năm rồi mấy bệnh này nè. Dạ. Bằng công quả với miễu á. Mà ta cho đồ ăn thì là cho đồ ăn con cái gì? Dạ, cho củ quả. Rau củ quả để mình về mình làm á ha. Dạ. Thì lúc nãy mà chú nghe được cái bà mà giữ xe nãy cho con đứng đó. Dạ. Thì bà cũng biết là hoàn cảnh của con đó. Dạ. Thì bữa nay cũng là chú đến trước là cũng thăm ngoại con với con. Dạ. Thăm gia đình. Dạ. Thì con phải cố gắng học giỏi như thế nào đó thì chú sẽ ghé đến thăm thường xuyên hơn. Dạ. Ha. Cũng có cái anh này con gọi là anh. Dạ. Anh Quỳnh Chí Cường. Anh ở Mỹ á. Gửi biết cho con 200. Dạ. Ha. Để con mua đồ ăn gì đó cho ngoại. Dạ, cảm ơn cậu. Con cảm ơn cậu, anh cậu. Cường á. Dạ. Anh Quỳnh Chí Cường ở Mỹ. Dạ. Rồi con nhìn vô đây nè. Con nhìn vô đây nè. Dạ. Con cảm ơn anh Quỳnh Chí Cường. Dạ, con cảm ơn anh Quỳnh Chí Cường. Cái anh này bên Mỹ nha. Dạ. Gửi biếu cho con 200. Dạ. Con cắt đi. Ha, để tiền đó mua đồ ăn gì đó. Dạ. Thiếu cần thiết thì mua cho ngoại ăn. Dạ. Ha. Rồi con cắt đi, con cắt cho túi đi. Cái cô giữ xe đó là biết em nên là chỉ cho con. Dạ. Thì cũng có duyên để gặp. Dạ. Nên con đi đến nhà. Dạ. Ha, nãy giờ chú nói chuyện gì con hiểu không? Mình không nhớ gì đâu. Dạ. Thưa chị cho em hỏi là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 31. 31 tuổi. Dạ. Chị tên họ là gì ha? Đào Thiên Thủy. Dạ, thì em cũng có lời nhắn nhủ với chị là mong là chị coi phụ em với cháu việc ăn học. Dạ. Nha, em cảm ơn chị nhiều lắm. Bởi vì cái tuổi của em là không phải tuổi đi kiếm tiền, mà cái tuổi của em là tuổi ăn học thì nó đúng hơn. Chứ cái tuổi này thì em nghĩ thì chưa đủ tuổi phải là đi kiếm tiền. Nên chị nhờ chị giúp chồng em với. Ha, em cảm ơn chị nhiều, em chúc chị sức khỏe nha. Rồi thôi, chú đến đây thăm nhà con với ngoại thì chú con chúc con sức khỏe với ngoại sức khỏe. Dạ, con mua may bán đắt. Dạ, con sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. Nó cũng ở đây với tôi nó có lo được gì nó lo không? Rồi thì con phải cố gắng học nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nhà của em hùng nè, nó đơn sơ mà vách cửa thì cũng không có hết. Rồi video của Sơn xin kết thúc ở đây nha, mong cô chú anh chị xem video và nhớ đăng ký kênh của Sơn và chia sẻ nha. Rồi Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe, Sơn máy bay nha.